Ngay lúc này bất ngờ tại cổng khu du lịch Đại Nam, bà con xếp hàng rất là đông để mà chào đón Nguyễn Phương Hằng. Đấy, của chúng chị có thể thấy là đông kín mít luôn. Đông kín mít luôn cả nhà. Bây giờ là có nhiều cái bãi xe tự phát trước cổng nè. Đó, và cả nhà thấy không? Đông quá, đông quá, đông quá. Hay là giờ là phải chắc phải gửi xe ngoài này thôi để vô quay cho bà con xem. Vỡ trận luôn rồi cả nhà, vỡ trận luôn rồi. Đó. Bây giờ là mọi người thấy đó, bây giờ mới có gọi là 10 giờ thôi mà đã như thế này thì huống hồ gì tới 6 giờ chiều thì mọi người thử nghĩ xem nó đông cỡ nào cả nhà. Đó. Cả nhà vô xem like, mọi người bấm em nút like xem đăng ký kênh nhé. Đây rất là nhiều hàng quán xếp hàng đó bày ra để mà buôn bán đó. Và đây cổng khu du lịch Đại Nam đây mọi người. Đó, đêm nay sẽ diễn ra chương trình live show ca nhạc đó, với sự gặp gỡ của Nguyễn Phương Hằng sẽ có những cái sự chia sẻ mới nhất đó về khu du lịch điều hành quản lý Đại Nam này cả nhà. Đấy, đây mọi người, cổng Đại Nam đông kín mít vỡ trận, kẹt xe mà cả 10 cây số mà chưa hết kẹt được cả nhà. Đó, đây thật sự là rất là nắng nhưng mà bà con vẫn rất là nhiệt tình. Để năm nào vẫn như năm nào thôi, một khi mà là miễn phí vé vào cổng này, miễn phí đủ thứ hết là đều vỡ trận hết. Đó, đặc biệt nhất là hôm nay là chủ nhật đấy cả nhà. Đấy, cô chú anh chị mọi người thấy không, bây giờ là không biết là có vô được cổng không đây này. Đấy, em đang lo không biết bây giờ có vô được cổng hay không đây. Đó, rồi kẹt xe cả 10 cây số luôn cả nhà. Công an tập trung rất là đông để mà giải quyết trật tự giao thông. Đấy, điều tiết giao thông. Thì bây giờ là em sẽ cố gắng là di chuyển vô trong để coi có vô được không ha. Rất là đông bà con bây giờ là đang đi bộ vào. Đấy, gửi xe ngoài đi bộ vào luôn. Đó, thì cả nhà hãy theo dõi nhá. Đây 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 đây. Úi giời, bây giờ nó không cho đi xe vào luôn. Nó không cho đi xe vào luôn hả cả nhà. Toang rồi, vỡ trận rồi. Vỡ trận thật rồi, vậy là mình phải đi vòng đầu dưới. Phải đi vòng đầu dưới cả nhà ơi. Đó, bây giờ là công an tập trung rất là đông để mà điều tiết trật tự giao thông đó cả nhà. Đó, bây giờ là đi dùng dưới vòng là ui rồi, kẹt xe. Đấy. Mọi người thấy cái không khí nhộn nhịp nơi này không? Đó. Cho nên em có lời khuyên là ai mà chưa đi Đại Nam thì tốt nhất đó, là nên ở nhà. Chứ bây giờ là lên tới đây là không có vô được đâu. Hiện tại mới có 10 giờ thôi mà đã kẹt cứng như thế này thì mọi người thử nghĩ là chiều nó sẽ ra sao? Chiều nó sẽ ra sao? Đấy, cô chú anh chị mọi người cố gắng đó, mọi người ở nhà mọi người theo dõi qua cái video được rồi. Đấy, không nhất thiết phải tới nơi. Chứ tới nơi là nắng nôi cực khổ lắm mọi người ơi. Nắng nôi cực khổ mà bây giờ là không có chỗ mà gửi xe luôn. Đó, bà con chen chúc nhốn nhào loãng cả lên rồi mọi người. Đấy. Và bây giờ là em sẽ di chuyển vô trong nhá. Đây là cái quá trình em di chuyển vô Đại Nam này. Đấy, cho mọi người hiểu được cái nỗi khổ như thế nào để mọi người biết đường mà ở nhà nhá cả nhà. Đó. Bây giờ là tới cái đèn đỏ xong rồi quay đầu. Quay đầu xong thì mình mới di chuyển vô cổng được. Đó, tại vì nó chặn cái cổng rồi, không thể nào mà đi vô được cả nhà. Đấy, bây giờ là rất là nhiều cái bãi xe tự phát. Đó. Rất là nhiều hàng quán, hàng rong đấy, xếp hàng để mà buôn bán. Bây giờ là đông lắm cả nhà. Đó, mọi người hãy cùng em đi chuyển nhé. Ui trời ơi, nóng quá. Vỡ trận thật rồi. Tan thật rồi. Đây, bây giờ là hãy di chuyển, quay đầu là tới. Quay đầu là có thể vô trong được. Mà không biết là vô trong nó sẽ đông như thế nào nữa. Hiện tại ở ngoài đường quốc lộ 13 đang rất là đông. Đó, nhốn nhào nhốn nhịp rồi. Xếp hàng kẹt xe cả 10 cây số rồi. Bây giờ mọi người hãy theo chân em nhé. Bây giờ sẽ quay đầu này. Mọi người đang quay đầu trở lại. Đó. Để sắp tới là có thể là gặp trực tiếp. Tại vì sắp tới là có cái buổi ca nhạc á, em sẽ đứng gần sân khấu để mà quay với Phương Hằng cho mọi người xem. Nha mọi người. Mọi người xem thì mọi người ủng hộ, mọi người theo dõi để tối nay em sẽ phát trực tiếp. Đó, thậm chí là những cái trò vui chơi giải trí thì em sẽ đăng lên kênh nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.
đông lắm mọi người ơi. Đấy, bây giờ này, ngay trước cổng Đại Nam, tại quốc lộ 13, bà con đang đua nhau xếp hàng, kẹt xe, công an vây kín tập trung giải quyết trật tự. Đấy, quá là đông luôn cả nhà. Đó, mọi người thấy không, công an kìa. Đấy, đẳng cấp lắm cả nhà ơi. Đó, cho nên mọi người ai mà có ý định là tới khu du lịch Đại Nam thì chúng ta nên suy nghĩ lại nha cả nhà. Thì theo em nghĩ là bây giờ cái bãi xe bên trong là đã kín rồi. Đó, thì em nghĩ là bây giờ là chắc có lẽ là phải gửi xe ngoài này thôi. Đấy, chứ di chuyển vô bên trong là khả năng cao là không có gửi được đâu. Đúng rồi, nóng quá, nóng quá. Kiểu này về chắc là đen như con chuột luôn cả nhà. Đã thế đây còn có cả đám cưới nữa nè. Đám cưới mà đúng ngày Đại Nam thế này thì chỉ có kẹt xe với kẹt tủng thôi. Đấy, cả nhà có thấy không? Thấy cái sức hút của cô Hằng không? Thấy cái sự hiện diện của chị Hằng chưa? Mọi người thấy cái sức nóng nó nóng không mọi người? Mọi thấy cái sức nóng của nó chưa? Nóng hơn cả cái thời tiết ngoài trời nữa. Đó. Bây giờ tới cổng nè, tới cổng di chuyển vào trong thôi cả nhà. Di chuyển vào trong nhé, mọi người cùng theo chân em di chuyển vào trong. Đã tới cổng Đại Nam nha cả nhà. Đã tới cổng Đại Nam rồi. Đó, cả nhà thấy không? Đây, rồi bảo vệ giữ trật tự an toàn giao thông. Đấy cả nhà. Đông kín rồi, úi dồi ôi. Cả nhà ơi,